Chiều ngày 13 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, trong ngày hôm nay, lực lượng truy bắt tiếp tục làm nhiệm vụ và bắt thêm được 6 nghi phạm trong vụ gây mất an ninh trật tự, tấn công hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã thuộc huyện Chư Quyên, tỉnh Đắk Lắc. Theo ông Sô, tổng số nghi phạm bị bắt giữ và tự đầu thú đến chiều ngày 13 tháng 6 là 45 người. Công an đang tập trung xét hỏi những nghi phạm bị bắt giữ và tiếp tục truy bắt những người còn lại. Trước đó, từ đêm ngày 12 đến sáng ngày 13 tháng 6, lực lượng công an đã trắng đêm triển khai các phương án truy quét và bắt giữ được 10 nghi phạm. Cũng trong đêm ngày 12 tháng 6, có thêm hai người trong nhóm tấn công hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã ra đầu thú. Theo Bộ Công an, rạng sáng ngày 11 tháng 6, một nhóm người đi xe máy mang theo súng và các hung khí nguy hiểm tấn công đập phá trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, phòng làm việc của Công an xã e và e huyện Chư Quynh hậu quả làm 4 công an hy sinh, một số cán bộ xã và người dân bị thiệt mạng. Nhóm người này cũng tấn công làm hai cán bộ công an bị trọng thương.